Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mùi trong tháng, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cụ. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Mùi sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 4, tức ngày 17 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 và Quý Mùi sinh năm 2003. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 4, tức ngày 29 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 và Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 4, tức ngày 22 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 4, tức ngày 3 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Sương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp
tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng 4 âm lịch, những gia chủ tuổi Mùi sẽ thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bản mệnh sẽ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Hơn nữa, bản mệnh vốn là người không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Bản mệnh luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, bản mệnh nên hết sức thận trọng cho dù có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ ở xung quanh. Tháng này là tháng rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Mùi. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Mùi. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng bản mệnh vẫn cần có những nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bản mệnh những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng do tính cả nể, hào phóng của mình nên bản mệnh đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bản mệnh cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Ngoài ra, trong tháng này, những người làm công ăn lương cần cẩn thận trong công việc mà mình đang phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Với những người làm đầu tư, kinh doanh cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm ăn, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Để mọi việc được thuận lợi và hanh thông thì trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên tuổi Mùi hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Cảm xúc của những người tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian ở bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu. Một số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy, bản mệnh hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Ngoài ra, tháng này gia đình sẽ có chuyện vui, có thể là cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Vậy nên để mọi việc được hanh thông và tốt đẹp, những người tuổi Mùi hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm sẽ giúp quý nhân chiêu mời vận khí, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ xung quanh. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ tuổi Mùi, tử vi tháng này khuyên bản mệnh nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc sẽ khiến những người tuổi Mùi cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Cho nên, bạn cần chắc chắn ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi, bạn cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ.
Trong thời điểm này, bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đồng thời, người tuổi Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy là vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, tạo may mắn, bình an cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ tử vi của tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch để các bạn có thể có cái nhìn chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là Ất Mùi, sinh năm 1955. Trong tháng này, các gia chủ Ất Mùi sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề tâm tính của mình. Bản mệnh nên biết cách thuận theo nghịch cảnh của mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển. Tránh trường hợp ỷ lại vào người khác sẽ không thể phát triển thêm, thậm chí sẽ gặp phải tiêu cực, tình trạng sức khỏe của người tuổi Tuất cũng có dấu hiệu giảm sút ít so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Ngoài ra, tháng này không phải là một tháng thuận lợi đối với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Đặc biệt ở tuổi này, bản mệnh cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ. Đồng thời, cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không ghé thăm, chăm sóc, bầu bạn, nếu gia chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Để hóa giải những điều không may, những gia chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo đã được khai quang, chỉ chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc. Thứ hai là Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy mọi mưu sự trong công việc của nam mạng tuổi Kỷ Mùi đều có chiều hướng đi như tốt đẹp, tiền bạc, hành thông, gia đạo, ăn khang. Mọi sự của nữ mạng trong tháng cũng đều toại nguyện như ý, đồng thời còn được quý nhân trợ giúp, tình cảm gia đạo vun vẹ. Để thành công và may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp thì các gia chủ Kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Sự nghiệp của người tuổi Tân Mùi trong tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bản mệnh cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bản mệnh có thể chịu áp lực, tìm các vấn đề có thể giải quyết để đạt được kết quả tốt nhất. Sức khỏe của bản mệnh cũng ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra nữ tân mùi phải chú ý tuyệt đối cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Ngoài ra, tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình thì đây là một tháng bất lợi. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 1 âm lịch, những gia chủ tuổi Tân Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng, chăn lọc những tinh hoa, chiêu khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ tư, Quý Mùi, sinh năm 2003. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ. Mọi sự toan tính đều dễ thực hiện, mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế, bản mệnh cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Nhìn chung tháng này, gia chủ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thời vận so chiếu mệnh đều khá tốt, nên công danh, tài lộc đều tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn không tránh được những khó khăn nhỏ, nhưng chỉ cần bản mệnh cố gắng sẽ vượt qua. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Mùi.
Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề sử dụng chanh cát phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.